Thì bà bị bệnh nặng á, thì có một người thầy tới đây xem và cũng là nói dưới này đây, dưới cái giường của bà là có một ngôi mộ hả? Không, mộ mọi nghĩa là sao bà? Mấy người mọi chết rồi. Thầy kêu bà tịch cái giường lại rồi chứ nếu bà tịch cho bà chết rồi là nó ở đâu đây bà? Dưới này ngày chết đó, dưới giường này luôn. Giờ vẫn còn hả? Còn. Nào bà là thấy ba cái bóng cái cửa đó ngay cái cửa, đứng chờ ngay cái cửa kia. Ghê vậy bà. Thấy ba người luôn. Ba người. Mặt anh nó đen đàng hoàng. Ba con nói ủa chắc một ai tới kêu bán dây chai cho bà hay là cho dây chai cho bà mà đặt ngồi vừa coi đó. Bà vô biến mất, bà mới biết là mấy ảo phức ngoài á, còn đất này hoặc là đất nghĩa gì đi. Ôi bên kia còn coi thấy một cái bia nữa kìa, phải mộ đây cũng cái này còn mộ vậy, còn cái bia chứ mà không có gì mà không có đắp. Còn cốt chứ. Còn cốt dưới hả? Chứ mà tôi chưa có le cốt lên. Mà học đất mà họ bỏ không có lắp, không có dậy. Dạ. Mày quái gánh chặt chặt mà lúc đó mua đồ về mà đi làm giữ đám chặt chặt vậy. Quái gánh đi vô đó. Ủa ai mà đứng ngay cửa tôi ba người vậy ta? Bộ chắc kêu chào bán da chai hay là cho tay cho về cho da chai. Đó là cái vô biến mất tiêu luôn. Đồng kính chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của Đồng. Hiện tại Đồng đang có mặt ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, được sự giới thiệu của rất là nhiều bà con cô bác ở xung quanh đây giới thiệu cho Đồng rằng ở nơi đây có một cụ bà gần 80 tuổi neo đơn, không có con cháu, một mình bà sống ở những rừng hoang vu hiu quạnh, và xung quanh nhà bà, thậm chí nơi ngôi nhà bà ở là những phần mộ rất là ghê rợn luôn quý cô chú anh chị. Ngôi nhà bà ở thì ở phía kia, nằm sau những phần mộ. Khi xưa ở đây là một nghĩa địa không tên và rất là nhiều phần mộ vô danh được chôn cất ở nơi đây. Để hiểu rõ hơn cuộc sống của bà cũng như những câu chuyện ghê rợn bà thường gặp, bây giờ Đồng sẽ dẫn quý cô chú anh chị vào gặp bà để tìm hiểu rõ hơn câu chuyện này nhé. Ôi, ở đây khi Đồng bước vào thì có thấy rất là nhiều ngôi mộ. Mộ mới cũng có, mà nhiều ngôi mộ đã ông khi xưa. Bà ơi, con chào bà. Dạ, cho con gắn cái này cho bà nói cho nghe nha bà. Dạ, xin phép bà cho con gắn cái micro thôi, không có sao đâu. Bà ra đây xíu đi, cho nó sáng á bà. Ra đây được không con? Đây đây, bà ngồi đây đi. Bà ngồi ghế đi. Con ngồi đây, bà ngồi đây đi. Dạ. Bà giáo mình, tâm sự. Dạ, con chào bà. Con được rất là nhiều quý cô chú anh chị ở gần đây á, giới thiệu cho con biết. Được bà một mình sống ở đây, neo đơn. Và sống một trong khu rừng rậm rạp và xung quanh nhà bà. Cũng như đằng trước nhà thì có rất là nhiều ngôi mộ bà. Trước khi bà với con trò chuyện với quý cô chú anh chị á, thì bà có thể giới thiệu cho quý cô chú anh chị biết được bà tên gì được không bà? Tên là mẹ, tắm thì mẹ. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi bà nhỉ? Mẹ 76. Cũng lớn đấy bà nhỉ? Dạ. Là cuộc sống của bà là bà sống đây được lâu chưa bà? Nay là từ ngày giải phóng tới giờ. Sống neo đơn một mình vậy, đi làm da chai, ngồi da chai sống. Công việc của bà là mưu sinh bằng nghề ve chai hả bà? Mưu sinh bằng nghề ve chai. Là bà hàng ngày cứ đi ra ngoài đường lụm ve chai hả? Lụm ve chai rồi chiều về rồi tối về ngủ thấy có một mình, nhiều khi thắp cái đèn dầu leo lét thấy bóng mà đèn quay trước quá chừng luôn nè. Có luôn hả bà? Có. Là khu nào, khu trước những ngôi mộ đó? Khu trước á, lúc mà chưa lấy mộ á. Lúc đó đó. Là thấy sao bà? Thấy đèn không mà không thấy người. Là thấy những cái bóng sáng ở ngoài những ngôi mộ hả? Đèn sáng vậy á, thì nhà bà thắp đèn dầu, không có đèn điện. Hồi đó từ ngày giải phóng tới giờ thắp đèn dầu không, nhờ cái âm này ông thương cho ba cái điện xài nè. Là bà nhìn ra ngoài những ngôi mộ thì thấy những cái bóng sáng hả? Mà ngoài đó đâu có ai thắp gì hả? Không có ai thắp mà thấy bóng đèn. Vậy bà có dám ra đó không?
nhiều khi cũng đi cũng không có sợ làm như nên muốn viết của bà nó nặng lắm. Dạ. Thì ông không hốt được mà. À. Còn có khi bà ngủ vậy bắt đầu kêu mà bà giật mình thức dậy không có ai hết. Kêu sao bà? Tiếng kêu sao? Kêu bà dậy cái bà dậy không có ai trơn. Kêu bà luôn hả? Kêu bà luôn. À, kêu vậy? Có cái kỳ bà đi gánh cái gánh về, bà quải bán hết rồi gánh về không giờ tới đây cái tới ba người đứng đây. Đứng chỗ nào bà? Đứng tại nhà cửa bà nè. Ngay tại cái cửa này luôn. À. Là ba cái bóng trắng nó đứng ngay cái cửa đứng này. Đứng y với con với bà vậy đó. Ghê vậy? Cái bà vô tới biến mất tiêu. À. Bà về là bà thấy ba cái bóng trắng. Ừ. Hình dáng nó sao bà nhỉ? Cũng dài cũng y như mình vậy, làm như hồi đó chắc đầy lính hay gì chết đó. Là người ta mặc áo trắng hay sao bà? Muốn đồ đen quen. À. Bà cứ nghĩ rằng người ta đi kiếm bà để bán hàng cho hàng, bán hàng. Ai về vô biến mất tiêu. Vô cái là mất luôn? Vô biến mất. À. Ừ. Cũng ghê bà nhỉ? Ừ. Khi đó chắc cũng lạnh người luôn bà nhỉ? Bà nghe bà cũng giật mình nhưng bà cũng sợ. Nhưng mà cũng bình tĩnh. Có mình bà cũng bình tĩnh, bà cũng không sợ. Dạ. Tối thì bà Duyên Hương, bà xin ở đây bây giờ kể phước ngoài người một mặt. Giờ hoàn cảnh tôi khó khăn quá, tôi không có trả đất cát nhà cửa ở cho tôi xin đậu ở với mấy ông. À. Cũng xin gian giấy mấy ông vậy á. Bà ơi cho con hỏi là cái ngôi nhà hiện tại của bà đang ở, thì con nghĩ là trước cũng có rất là nhiều ngôi mộ ngay những ngôi nhà này bà nhỉ? Có không bà? Có, trong cái giường bà nè. À, cái lúc bà bệnh quá giặt mà quá trời tưởng bà chết là mới rước thầy ông Sáu với ông Linh ông cúng. Ông cúng cái ông này dưới giường bà có cái mầm hồi ông hồi mọi đó không ai biết hết á. Là cái mộ hả bà? Là chỗ nào bà dắt cho con vô cái? Chủ ghê vậy? Ừ. Là ông thầy cúng nói sao bà? Ông nó có cái mầm hồi. Mà này không ai biết đâu. Hồi cái mà này không ai biết? Hồi đó mà. Có mà. Ông là ổng là làm thầy á, thầy ta lên á. Trong này bà có bóng đèn không? Có, tao có cái bóng đèn tao cho tháp bà con. Đâu bà con xíu sáng xíu. Để bà gắn ra ngoài này, bà gắn vô. Ôi tối quá quý cô chú anh chị ơi. Để bà đợi đi. Bà bật một xíu đèn thì là đồng sẽ gửi tới cho quý cô chú anh chị cái câu chuyện của bà. Bà thấy cái gì và dưới giường này bà có nói có một ngôi mộ này. Bà đang đi lấy bóng đèn. Ở trên sẵn cháy rồi bà. Bật này xuống hay sao bà? Không có, cứ đại vậy nó cháy à. À. Tối quá. Đó, bà chứ đâu có tiền cũng sáng vậy. Còn hai nếu mà ấy thì bóng bắt bóng này, bóng lớn này. Bà thử bắt bóng lớn coi nó sao. Để bà bắt bóng lớn cho con. Thì giúp giùm bà đi, nhờ mấy cô, mấy cậu, mấy đứa thương giúp giùm. Đó. Là cũng đỡ rồi bà ơi. Hả? Bà vô đây với con tiếp đi. À. Là lúc trước có một người thầy nói cho khi bà bị bệnh nặng á, thì có một người thầy tới đây xem và cũng là nói dưới lại đây dưới cái giường của bà là có một ngôi mộ hả? Không, mộ mọi nghĩa là sao bà? Mấy người mọi chết rồi chôn. Thầy kêu bà tịch cái giường lại rồi chứ nếu mà tịch ra bà chết rồi đó. Là nó ở đâu đây bà? Dưới này ngày chết đó, đó dưới giường này luôn. Giờ vẫn còn hả? Còn cái mộ ta như đó mà được tan rồi nhưng mà cũng còn ghê cái vậy? Mộ rồi thường ngày tối ngủ bà có thấy gì không? Không, cũng có bữa về cũng có bữa lên, có bữa ngày kia kìa lên trụ quá trời đó. Cái này cái dí bà mà nói vậy trời ơi tôi không có ai có mình mà tới đây nhậu nhẹt mà thứ chạy biến mất tiêu là có nghe tiếng cũng... người đàn ông nói hả? Ghê vậy? Đông lắm vậy nhậu cái bà dí bà nói trời ơi tôi có mình sao nhậu nhẹt. Lại đây nhậu nhẹt quá, mệt quá. Cái bà giật mình không thấy ai hết. Cũng ấy đó mà cũng sợ bà nhỉ? Ghê. Là hiện tại là dưới này còn một ngôi mộ và xương cốt còn y nguyên. Chắc tiêu rồi đây mấy chục năm rồi à. Con nghĩ là vẫn còn đó bà. Còn biết còn không nhưng mà mấy chục năm mà. Ông thầy mới nói rằng là cái đó là không có ai biết, thầy lên ông lên ông biết chứ mình không biết được. Di chuyển ra ngoài xíu bà. Bà với con trò chuyện. Ủa cái chỗ này là con thấy một cái gánh hàng, là cái gánh để bà đi lục ve chai hàng ngày đấy hả? Đây nè gánh nè, mà giờ bệnh nó sùi lên cái tay này nè. Bây giờ nó sùi lên giờ gánh không được nè. Dạ. Ăn xùi ráng làm sao mà đi trong cú rồi hổm trà dữ cũng đỡ vậy. Này dở được không bà? Dở đâu có được con.
À, lúc trước là bà gánh cái gánh này đi lụm ở đi bán ve chai về. Là về tới cái cửa nào bà là thấy ba cái bóng? Tới cửa đó đó. Ngay cái đứng, cửa. Đứng chờ ngay cái cửa kia. Đó. Ghê vậy bà? Thấy ba người luôn. Ba người? Mặc áo đen đàng hoàng, ba con nói: "Ủa chắc một ai tới kêu bán ve chai cho bà hay là cho ve chai cho bà mà đập ngồi vượt coi là bà vô biến mất, bà mới biết là mấy ảm phức ngoài á." Ghê vậy? Rồi sau những lần đó thì bà có thấy ba cái bóng đó nữa không? Không, mất tiêu luôn tới giờ á. Bà vì chiều là bà nhang khói, bà cúng, bà thắp, bà giái. Dạ. Vì hoàn cảnh bà khổ quá mà mới ăn ở với ông thầy, ông là ông cúng, ông có yếm là trong ba cây này rồi. Lúc giặt bà tưởng chết luôn á con à. Là... ông yếm mấy cây đó. Người âm vật bà hả? Mấy người âm á. Thì ông lên trước, ông lên cúng, ông yếm ba cái cột nè. Yếm ba cái cột? Ông yếm gì vô bà? Ông cúng hả? Ông cúng yếm vô cái gì ông bơ. Là cái người thầy hồi nãy mà nói bà nằm trên một ngôi mộ của người mọi hả? Người mọi linh thiêng lắm hả bà? Mà linh thiêng là cái ông cúng, ông yếm đầu giường, ông yếm chỗ đó đó mà ta yên tới giờ á. Kỳ là tưởng đưa bà đi mất rồi đó chứ. Rồi yếm lên giờ bà đỡ hơn nhỉ? Đi yếm giờ bà khỏe, bà đỡ nhưng mà cũng còn bệnh, ít lâu lâu cũng hơi bệnh. Cái năm ngoái á, mà Tết bà không ăn Tết ở nhà, ăn Tết với nhà thương. Dạ. Bỏ nhà cửa gì tới về, không có cúng kiến gì ngoại vậy. Hồi nãy con cũng xin lỗi bà, con quên hỏi là bà không có con cháu gì hả? Không, có cháu mà không có cha gì hết á. Nó giàu nó có bệnh gần chết như vậy. Có em, có cháu thật tình, họ không có nói láo với con đâu. Nhưng mà nó giàu, nó lấy, nó và đứng hơn cái nó đau. Nó lấy đất của cha mẹ còn để lại nhiều á. Nó lấy nó nuốt hết rồi, nó đâu có nhìn nhận gì tới bà đâu. Dạ. Của cả cha mẹ về ăn hết. Giờ người nào, em người nào người ta cũng có giàu có lắm. Người ta có nhà lầu, nhà tô, nhà... Rồi cho mướn đó, nhà nghỉ thôi, không có nhìn. Bệnh mấy trăm lần, ngàn lần rồi chứ cũng không có tới thăm bà đâu. Bây giờ bà nghĩ là bà neo đơn, bà không có ai hết vậy thôi. Giờ một ngày vậy bà lùm vé chai thì được có được nhiều tiền không? Ngày bà kiếm được 50%. Dạ. Hôm đó này bà bệnh bà nằm mà người ta thương, người ta chở lại cho bà mấy bao bà bán uống thuốc nè. Dạ. Bà nói thiệt luôn, bà không có nói láo con đâu, nó về hoài. Khi con nghe bà tâm sự về cái cuộc đời thì con thấy bà rưng rưng nước mắt rồi bà. Nhà hồi đó khổ, hồi nhỏ tới lớn giờ là có chồng cũng khổ, có chồng rồi cũng không có con cũng khổ. Nó cũng có đất có cát chứ nó bán nó ăn rồi nó chết, nó đâu cho được đồng bạc nào đâu. Cái số bà nó khổ lắm, mà là tôi hợ đinh hợi rồi mà sao mà khổ dữ vậy không biết nữa. Có em thì của cả cha mẹ để lại quá trời cái đất ăn hết không cho được đồng bạc. Dạ. Rồi hồi nãy con nghe chi tiết bà nói là buổi tối bà nhìn ra những cái ngôi mộ thì thấy những cái bóng đen á, bóng sáng. Bà dắt con ra đó được không bà? Đi bà dẫn cháu ra đó xem hiện tại còn có cái gì không. Mình đi về ngó... chắc họ lấy mẫu hết rồi đó con, họ lấy hết. Mình đi ngó sau này bà. Ngó bên này đi, ngó bên rừng rú này nè. Thì nó cũng không có gì đó. Bà bệnh cái nay bà đi hết muốn nổi chứ mà bà đi cẩn thận nhé, không có té bà. Nó mang đi ra. Ôi, vừa ra đây thì thấy rất là nhiều ngôi mộ rồi. Lấy bớt rồi, lấy hết rồi đó. Bây giờ còn có ba mộ đó thôi đó. Dạ, mình đi mé bên này. Cái mộ này bà quét là một năm Tết cho bà được 500.000. Mộ này ở đâu bà? Người ở đâu? Ở trong khúc ở trong... trong tốt trong này nè, ở đâu? Là ngày trước là khi bà đứng ở ngôi nhà của mình là ở đây đúng bà? Tối là bà thắp đèn. Cái bà dòm ra cái thấy cái quỷ đó nhỉ, đèn đụng sáng. Đèn lờ mờ nhấp nháy hả? Ghê vậy bà. Bà ơi, mà con muốn đi ra đó có được không bà? Đi ra. Dắt con đi với. Đi. Cái mà lúc đó nhà bà thì nhà cháy dầu nhá không? Chết là chết là bão cát. Ghê lắm, nhà lúc bà thấy ghê lắm. Ui cái đây vậy. Ui ra đây con thấy trước này cũng có một ngôi mộ đúng không bà? Còn đây mộ chưa lấy nè. Mà mộ này ở xa lắm con. Dạ. Ô cái kia con cấy có một cái bia, có phải cái mộ không bà? Em cái con... này mộ mà giờ là ban rồi.
họ bỏ, họ không có dậy nữa đó. Mà Tết rồi bà cũng thấy vậy, bà cũng chặt mà con ấy cho nó sạch sẽ. Con nghĩ là còn hai cốt trước vậy nè. Còn cốt ở dưới phải chưa lấy mà con. Ui bên kia có nữa kìa bà. Bên đó hai mã người ta mới úp á. Vậy hả? Vậy là khu bà ở là mộ quá trời luôn chứ. Đất nghĩa địa hồi đó đất mã không mà con. Chung người xác, chung xác không mà. Chứ đất này đất của nhà nước mà ta chung xác không mà con. Là ngôi mộ này là người ở xa à, bà? Ở đâu á, bà không biết được. Đó, như mọi người đó là mộ này ta ở gần, ta mới lắp á. Mới úp á. Chứ còn đất này hồi là đất nghĩa địa. Ôi bên kia con thấy có một cái bia nữa kìa. Phải mộ đây không bà? Cái này còn mộ vậy, còn cái bia chứ mà không có dây mã, không có đắp. Còn cốt chứ. Còn cốt dưới hả? Chứ mà ta chưa có le cốt lên. Mà học đất mà họ bỏ, không có lắp, không có dãy. Ui, cái chỗ này chắc mới lấy à bà? Đó lấy ra rồi đó con. Rồi người ta làm cầu. Ủa bà, lúc trước là bà ở trong nhà là thấy những cái sáng sáng ở đây hả? Thấy trời tối cái có dần sáng xuống vậy đó. Là khu này hả? Khu này. Ở đây kêu bằng nghĩa địa mà con. Dạ. Thì ngoài thấy những cái bóng sáng thì bà có thấy thêm gì không bà? Không, bà cứ thấy bóng sáng rồi hơi là tắt. Tại vì trong thì bà cũng đang giàu. Bà ngó ra bà thấy ghê lắm. Thì ngoài thì cũng kỳ lạ bà nha, chứ buổi tối có ai đi vô đây đâu. Mà sao có bóng sáng được? Bị lúc mà chưa có lấy mã nhiều hết á thì có. Là cũng sáng tối thì chắc ta đi về. Dạ. Hôm nay lấy mã lấy cốt bớt rồi còn ít đó con. Dạ. Lâu lâu thì cũng có, lâu lâu cũng bà nằm thì cũng kêu cũng hoài nha. Bà cứ giái nè. Bà, con nghe nói người âm mà kêu mà mình trả lời là người ta bắt mình đi luôn đó bà. Bà nào không có trả lời đâu, bà giật mình bà thức dậy mất tiêu hết. Ý là nghe nói người âm mà kêu mình là mà mình trả lời là họ bắt mình đi luôn hả? Có không bà? Có luôn hả? Bắt đi luôn. Còn cây rủ bà kêu bà đi bà. Bà nào dí bà không có đi bà. Bà, ai rủ bà đi? Mấy ông mà mất rủ sao mà vậy đi theo tôi mà vía bà khôn lắm bà làm thinh mà giật mình thức dậy không thấy ai hết ghê vậy. Đá đó trong giường là cũng khu này cũng linh lắm bà ha. Linh lắm con. Dạ. Mà nay thì bớt ra tay lấy màu lấy mã với bà chứ chiều cái bà dưỡng hương bà xin bà cúng ha. Bà ở đây thì có thường hay nhan khói cho những cái phần mộ vô danh hay là những phần mộ ở đây không bà? Có, thấy mấy cái mã này gần bà này bà dưng hương hết. Dạ. Tết nhất là bà hoàng là dưng hết. Hay con mộ đó bà cũng chiều bà thắp nhang quét nhọn thì Tết người ta cho 500.000. Cái mộ này cũng mộ này mã ta gần, ta tới ta làm, mình khỏi làm. Khu này cũng hoang vắng. Con thấy ở phía bên này bà này, phía bên này thấy nhiều mộ hơn nữa nhỉ. Cái đó người ta chưa lấy á. Nói về công trình nó làm bà nó con. Dạ. Ghê vậy. Nghe bà kể con muốn ghê. Mà không nói láo đâu, cái gì mà có mà đâu nghe. Dạ. Mày ngoại gánh chặt chặt mà lúc mua đồ vậy mà đi làm giữ đám chặt chặt vậy. Ngoại gánh đi. Ủa ai mà đứng ngay cửa tôi ba người vậy ta? Bộ chắc kêu chào bán da chai hay là cho tài cho về cho da chai. Trời đó cái vô biến mất tiêu luôn. Cái sao cái bà đó. Là bà đi đường này về. Đó là vô nhà. Về ngõ này. Là về vừa về tới cửa là thấy ba bóng đó. Kêu biến chắc luôn. Khi đó cũng quýu luôn bà nhỉ. Bà cũng run thật nhưng mà bình tĩnh lắm. Dạ. Làm như cái vía mà nặng mà cũng ít. Dạ. Mà bằng đồ đen. Đồ đen hả? Bà thấy gì rõ khuôn mặt không? Thì thấy bằng đồ đen vậy thôi à. Không đứng thấy khuôn mặt được. Nhưng mà mình vậy. Cái này ủa giờ này kêu vậy ta đem cho rồi kêu bán da chai hay gì cứ nghĩ rằng bán da chai cho da chai thôi. Cái vô trời ơi biết mất tiêu cái chiều bà mới thắp nhang bà xin. Trời ơi mấy ông đừng có nhát tôi tội nghiệp quá à. Tôi đi mua lộm đi mua bán về tối quá nhát tôi tội. Cái biến mất à. Là thường ngày là có những cái người quý của chú anh chị mà thương bà thì tới cho ve chai nên hôm đó bà cũng nghĩ là người ta tới cho ve chai bà. Đây, đó là hôm tượng bà bệnh cái tay vào gánh gầm không được. Người ta đến đó người ta đặt sức ta chở ta cho ngoài kia kìa, ta chở tới ta cho tiền ta cho đồng bán mua thuốc uống á. Là cái hôm đó thì bà cũng nghĩ là một người nào đó tới cho bà ve chai. Ve chai. Nhưng mà thực chất là người ma. Ghê quá bà ơi. Không sợ đâu con. Con sợ. Bà có sợ không?
Không, dạ. Làm nha. Ở từ ngày giải phóng tới giờ rồi không có sợ nữa. Dạ. Làm như nó quen rồi. Dạ. Sợ vậy. Đây nè, ở sau bà nè, cũng bị nhát hoài. Bà này cũng bị hả? Ờ, bị hoài. À. Bà nhưng ơi, mà người ta có chồng, có vợ. À, ừ. Cái khu này chắc trước bộ đội mất cũng nhiều bà nhỉ? Hồi đó nghe nói là lính bộ đội được chết chôn ở đây. Nhiều lắm hả bà? Ừ, thử là mới vậy. À. Nhưng mà giờ cúng kiến với giờ làm như là cái thời thế giờ chắc mấy ông cũng đi đầu thai đi hết rồi, đi tu hết rồi đó. Dạ. À, giờ ta cũng đầu thai, ta cũng đi tu hết rồi đó con. À. À. Là thời mà bà mới tới đó chắc ghê lắm bà nhỉ? Ghê lắm, nó đen thui mà rừng đố đen thui, lại rừng cây cối tre rồi gây găng được không. Bà phát mà bà dựng cái chòi lên mà ở đây họ làm khó, họ không cho dựng. Bà phải tới lên trong công an và xin tránh á. Thì à, công an mới nói bây giờ bà xây nhà không xây được. Nhưng mà bây giờ bà che cái chòi lên, bà đi làm dây chai bà che. Công an cho bà che đó. Cái thời điểm bà mới tới đây á bà, ừ, thì là bà thấy mộ nhiều không bà? Nhiều, nhiều lắm, lấy hết rồi đó con. À, khi đó nhiều lắm à? Ừ. Khi đó nhiều thì chắc bà thấy nhiều nha. Ừ. Thấy người là... âm nhiều không bà? Ừ, tôi lâu cũng thấy, lâu cũng thấy. Dạ. Có nào mà bà nghe tiếng gọi hay tiếng xin cơm gì không? Không, cái gì gọi mà cứ đứng cho bà thấy vậy thôi. À. Mà không có thấy xin cơm, xin gì. Cũng có nhiều khi người ta mấy cái mộ mà người ta chết rồi, người thân nhân không cúng á. Dạ. Người ta đói khác người ta cũng phải xin. Dạ. Nhưng mà mình rằm qua nhiều mà cái mình cũng thí. Mình cũng thí cũng đầu cho người ta. Dạ. Rồi người ta đi đầu thai hết rồi. Người ta đi tu hết rồi. Cái khu dưới này thì bà, cái khu dưới này thì có mộ không bà? Ồ, dưới đó hả? Dạ. Cũng có mà ta lấy hết rồi. À. Ta lấy hết, ta trồng cây, trồng kiển đâu đó. À. Có nhà nước lấy trồng cây, trồng kiển. Cái này thì buổi tối trong này thì không một bóng đèn luôn bà nhỉ? Thấy ghê. Không, tối lắm, tối thùi nha. Dạ. Mà nay nhờ nó chuyện mà đèn ở đường này là sáng lại rồi. À. Có cái đèn đường ngoài này nữa con. Sáng. Còn hôm chưa có đèn rồi, tối thui vậy. Tối lắm rồi bà? Ừ, tối thui à, thấy ghê. Cái ngày mà bà thấy ba cái bóng đó chắc khi đó chưa có đèn hả? Chưa. À. Nhà có một cái đàn dâu của bà. Ở nhà này chưa về, nó có một mình bà ở thôi. Ghê vậy? Mình bà từ nhà giải phóng tới giờ cứ con cứ nghĩ bao nhiêu năm rồi. À, rồi cái đêm mà bà thấy cái ba bóng đó thì bà có dám ngủ không? Ngủ bình thường chứ về quá mệt mà đi lộn với chai, đi mua với chai về mệt quá ngủ đại có sợ gì đâu. Dạ. Mà lúc đó nhà bà nhà với dầu chết thì chết bao cát nó trăng sát. Dạ hả? Ừ, bao cát mà để dựng bựng. À, ngày xưa đâu có tôn như bây giờ. Không. Lúc đó chưa có tôn. Chưa, với dầu. Tôn này là nhờ cái ông thầy giáo không thấy vậy, ông mới mua tôn, ông kéo vô, ông lợp cho đó. À. Cái dầu mà trời mưa là gió quá trơn, cái mấy hốt ba cây đá bi của người ta hoài á, đổ vô nhà, đổ vô đi đau chân chết bà. Dạ. Đó, tội nghiệp ông thầy giáo á. Dạ. Dạ, ông con trên kia. Bà ơi, những ngày gần đây á, thời gian gần đây thì bà còn thấy những cái bóng ma nữa không bà? Hết rồi, nay làm như họ đi tu hết rồi. Vậy hả? Ừ. Là ít thấy hơn à? Ít rồi, chứ hơn bà nhang khói á. À. Ít rồi. Giờ cũng như thời thế tu hành nhiều quá, người ta cũng đi rồi. Dạ. Cũng đầu thai ta đi rồi. Bà ơi, hồi nãy con đi vội quá, con không kịp mua nhang khói. Khi được quý cô chú anh chị giới thiệu bà thì con đi dạy về, con ghé vô đây luôn. Lát nữa thì con xin phép gửi cho bà một ít tiền. Thứ nhất là cho bà tiền mua thuốc thang vì con thấy bà đang bệnh á. Rồi thứ hai nữa là bà mua nhang khói thường xuyên thắp hộ cho con những cái phần mộ đây nhé bà. Dạ. Thì hôm nay con cũng cảm ơn bà đã chia sẻ cho con những cái câu chuyện mà bà sống ở đây một mình, neo đơn và sống trong một khu rừng nhiều mộ như thế này. Một câu chuyện rất là ghê rợn và rất là ly kỳ. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe. Và nếu mà có ai thì yêu thương bà thì con sẽ ghé thăm bà nha bà. Cảm ơn con. Dạ. Bà cũng cầu chúc cho con được nhiều sức khỏe để đi giúp đỡ nha, những người neo đơn. Dạ. Với cầu chúc gia đình con được nhiều ấm êm, nhiều hạnh phúc. Cha mẹ con kiến về cho sống trăm tuổi. Dạ, con cảm ơn bà.